hỏi thường Ok, một câu hỏi chào. thường nhật Rồi. là Đấy. bạn muốn làm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Đợi tí, giới thiệu đi. À, giới thiệu à? Ok. Ok. Ok, chào tất cả mọi người đến với chương trình vì cộng đồng MT Pro cùng Mentor The Big Tech. Thì hôm nay lại chị Thiên Anh đến từ Microsoft và hôm nay có bạn Khải Lê. Ok, thế thì Thiên Anh với cả Khải Lê giới thiệu nhé. Cho Thiên Anh trước thì xong Khải Lê rồi sau bắt đầu móc nhé. Và sau đó Thiên Anh chủ nhé. Ok. Ok, thank you anh Lâm. Hello mọi người, mình là Thiên Anh. Hiện tại mình đang làm Software Engineer ở Microsoft. Hôm nay mình sẽ tham gia buổi mock interview với vai trò interviewer. Ở Tây Bình đúng không? Hello mọi người, với cả Thiên Anh thì mình tên là Khải Lê. Hiện tại thì mình đang là Software Engineer ở Postgres. Thì nay thì mình coi buổi mock interview vai trò là UX, mình sẽ mock từ cả Thiên. Ok, thank you Khải. Thế buổi mốc hôm nay là bạn muốn mình sẽ làm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ? Ok với cả hai Dạ. mình. Thế hôm trước mình mốc bằng tiếng Anh, hôm nay mình mốc tiếng Việt nhé. Ok, so cảm ơn Khải đã tham gia buổi mốc interview hôm nay. Thì mình giới thiệu trước, mình là Thiên Anh, mình sẽ là interviewer hôm nay của bạn. Và buổi mock hôm nay sẽ là một buổi coding interview, sẽ bao gồm 1 đến 2 câu hỏi về algorithm. Thì với buổi code coding interview này thì yêu cầu bạn sẽ phải có một cái editor bất kỳ, và bạn sẽ có thể share màn hình cho mình và mọi người cùng thấy trong cái quá trình bạn code. Ok, được không ạ? Trước khi chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Thì hiện mình là Khải Linh, thì hiện tại mình đang làm software engineer tại Oxford. Thì Oxford là một cái công ty focus vào cái phần develop những cái product liên quan đến cyber security. Thì chủ yếu là sản phẩm thì sẽ xoay quanh một cái product là Meta Defense Force, có vai trò là sẽ có rất là nhiều cái antivirus engine ấy, để scan những cái file, chính là để scan file xong rồi để bảo vệ. Ngoài ra thì còn có chủ yếu là liên quan đến việc bảo vệ những cái infrastructure của những cái doanh nghiệp lớn. Thì hiện tại thì mình đang làm việc tại Rock là Meta Defender chốt với vai trò là software engineer focus vào backend. Làm backend service trên Windows với CM cộng. Ok, cảm ơn bạn. Thế hiện tại là trong team bạn thì có bao nhiêu người và vai trò của bạn trong team là gì? Team mình thì có khoảng 20 người. Thì mình hiện tại đang là software engineer chu thì tức là kiểu middle. Thì trong team thì chủ yếu thì nói chung mình cũng handle khá là nhiều task. Mình làm tất cả các task liên quan đến backend. Một số phần mà mình focus nhiều thì liên quan đến database, liên quan đến những cái như kiểu là support những cái loại device ấy, với cả một phần liên quan đến việc mà transfer với cả chăm tôi đã upload được retrieve những cái file từ trên một cái data storage cái mà. Vậy thì như thế thì có nghĩa là bạn đóng vai trò middle ở trong trong team và với chủ yếu làm việc với backend đúng không ạ? Thế có nghĩa là bạn làm với cả, như bạn nói thì bạn làm với cả backend service database và có làm với deployment không ạ? Deployment thì bên mình cái product của mình á, nó là một cái application ấy.
thì sau khi mà đi blog xong ấy, thì bên mình sẽ có một cái ra một cái dạng như kiểu file installer, xong rồi sau đó thì deployment thì sẽ là bên phía khách hàng ấy, họ sẽ download cái installer đấy về, xong rồi sau đó thì họ sẽ install trực tiếp trên trên máy của họ và chạy đâu ấy. Ok, cảm ơn Khải nhé. Bây giờ vậy thì bây giờ chúng ta đến với câu hỏi coding đầu tiên. Thì bạn có thể share màn hình được không ạ? Ok Ok, mình thấy rồi nhá. Thì với câu hỏi coding này thì trước hết là mình mong muốn là bạn có thể đưa ra được một cái solution tốt với khả năng giải thích về cái solution đó. Ít nhất là nó phải là một cái solution chuẩn. Sau đó đến phần coding thì lý tưởng nhất là mình sẽ code được một cái code có thể chạy được. Gọi là runnable á. Thì ok, thì câu hỏi hôm nay sẽ là đầu tiên là mình sẽ cho bạn một cái array gồm n số nguyên dương khác nhau. Xem thì bạn String. Integer Integer. Và cái array này sẽ được sort sẵn theo theo thứ tự từ bé đến lớn. Assessing. Increase. Ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện một bước là mình sẽ cắt đôi cái array này ra ở giữa. Mình sẽ chọn một cái điểm gọi là điểm pivot, mình sẽ cắt ở đó. Sau đó mình sẽ move cái phần phần bên phải của cái array lên đằng trước. I Yes, move the right path to the front. have Ok, và bây giờ thì sẽ có một số nguyên dương K. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem là K có nằm trong array này không. Nếu có thì trả về ký index hiện tại của nó. Còn nếu không thì trả về trừ 1. sẽ tóm tắt lại đề bài Ừ. được nhé. Thì là mình sẽ có một cái source array theo sẽ tăng dần. Sau đấy thì là mình sẽ chia đôi cái array này và move phần phía sau lên phía trước, swap hai cái phần nhau. Xong rồi sau đó thì trong đề bài mình sẽ có thêm một cái số k và sẽ phải đi tìm xem là K nó đang nằm trong cái mảng. Cái mảng ở đây là cái mảng ở đây là mảng sau khi mà mình swap hay là quên xin được quan Tất nhiên là mảng mà đề bài cho rồi. mảng cho tức là mảng source ban đầu chưa swap đúng Mảng không? mảng mảng đã swap, mảng bị cắt á. Mảng đã swap trong mình hỏi là cái size của array thì n thì nó đang có giá trị trong khoảng nào?
Thực ra thì thường thì mình sẽ không cho cái giới hạn của N và mình muốn bạn có thể làm với N tốt nhất có thể. Nhưng mà nếu mà bạn muốn hỏi thì hãy cho nó vào khoảng 10 môn năm. Tức là sẽ hoàn toàn có thể có số 0 đúng không? Ừ, có thể là có số 0. Có số 0 thì obviously mình không cần phải làm gì đúng không? Cho mình hỏi là cái số số K này thì ý là những cái số mà là element của cái mảng này có giới hạn gì không? Không, không có giới hạn, là một số nguyên dương. Nếu muốn giới hạn thì có thể là một số nhỏ hơn 10 mũ 8, 10 mũ 18. Bình dương. Bình dương Đúng đúng rồi. không? Đúng. Gọi cái mảng đó là năm Năm cái element. này, yeah, whatever. Nó sẽ là đúng. Ngoài ra thì cũng cái mình hơi băn khoăn ở đây đấy là cái số n ấy phải là số chẵn hay số lẻ không? À không, nó có thể là bất kỳ số nào. Bất bất kỳ thế. Thế thì lúc mà mình chia đôi cái bảng ấy thì mình sẽ ý là coi là mình lấy cái nào, bởi vì là trong khi mà chặt được Cái này chắc là bạn đoạn này bạn hiểu là nhầm đề một chút này. Ở giữa không phải là ở chính giữa mà là between, at the between. Nghĩa là có thể là nghĩa là n có thể là ví dụ là n bằng 10 thì cái pivot có thể là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, là bất kỳ số nào. à thế tức là Nghĩa là mình bây giờ không chia array ra làm hai phần bằng nhau. à tức là ý là cái original array hiện tại của mình nhé đang là cái mà nó đã được cái swap theo cái pivot đấy rồi đúng không? Đúng rồi, và nó đề bài đưa ra có nghĩa là cái việc swap đấy chỉ thực hiện một lần tại một điểm là pivot, và điểm pivot đấy thì tất nhiên là sẽ không không được cho biết. À, ok. Bắt đầu sơ sơ hiểu đề bài thì ý là mình có thể lấy một cái example ở đây để cho nó clear hơn quá. Thì ví dụ là mình sẽ có cái mảng sẽ cái này nó sẽ là ví dụ như là để... nó sẽ kiểu như này thì tức là mình đang swap cái 4 5 lên phía trước sau rồi sẽ được một cái mảng này đúng không? Xong rồi ví dụ như Đúng. là mình có cái k là ví dụ là k bậc 3 chẳng hạn thì mình sẽ phải return ra cái result của mình là nó sẽ phải bằng Bốn. index 4 đúng không? 4 này. Thì là Index index kéo không đúng bốn. không? Trước tiên là mình sẽ có một vài cái đánh giá là cái bạn có đang được có đã được sọt dưới chỉ có một cái vấn đề đấy là nó đang bị chia thành hai cái phần sọt khác nhau, thế nên là bằng thì có thể là tận dụng cái việc mà cái array nó đã được sọc rồi thì thường thì khi mà tìm kiếm một cái số ấy, nằm ở trong một cái sọt trong một cái array mà đã được sọt rồi ấy, thì mình sẽ tưởng nghĩ ngay đến cái binary search thì mình có thể hoàn toàn có thể apply cái binary search ở đây nhưng mà tuy nhiên thì ở đây thì nó đang nảy sinh một cái vấn đề đấy là cái binary search à quên cái binary search mình nó sẽ search trên một cái mảng mà nó phải được sort hoàn toàn chứ nó không bị swap đứt đoạn như này thì mình sẽ nhưng mà rõ ràng là nó chỉ có hai phần sort thôi nên là mình sẽ cố gắng mình sẽ tìm cách là mình sẽ tìm cái điểm pivot và
bạn nói ấy, là nó bị chia ra, thì lúc đấy thì mình sẽ có index của, khi mà có pivot rồi thì mình sẽ có là cái index từ 0 cho đến cái pivot, nó sẽ làm cái mảng được sort, và cái từ sau cái pivot cộng 1 ấy, đến cái cái pivot không đến cái pivot trừ 1 thì nó sẽ làm cái mảng, và sau đấy từ cái pivot đến cái điểm cuối cùng ấy, thì nó sẽ làm cái mảng nữa, thì hai cái mảng đó thì được sort. Thì mình hoàn toàn có thể apply cái binary search lên nó. Thì đó thì ý tưởng của mình sẽ là đầu tiên thì mình sẽ phải đi tìm cái pivot. Xong rồi cái thứ hai thì sau khi mà tìm được pivot thì mình sẽ có hai cái mảng, và mình sẽ cố gắng là sẽ search cái K ở trên hai cái mảng đó. Thì nếu mà một trong hai cái mảng đó trả ra cái kết quả là có index thì mình sẽ return cái kết quả đấy về. Còn nếu như mà giả sử như là search trên một cái mảng không thấy thì mình sẽ tiếp tục search cái thứ hai, mà cái thứ hai mà tiếp tục mà mình search không thấy rồi thì mình sẽ return cái kết quả như bạn nói, là trong trường hợp không tìm thấy thì mình sẽ return là trừ một. Ừ. Thế bạn tìm pivot kiểu gì? Cái pivot thì hiện tại thì mình thấy là mình cũng có thể mình đang ý là cách cách dễ nhất thì mình có thể đi iterate qua từng cái element này của cái mảng ấy, thì mình có thể nhận nhận thấy rằng là rõ ràng là nếu như mà cái điểm pivot là cái điểm mà nó bị không tăng dần nữa, ví dụ như là như bạn nhìn thấy ở đây thì là cái số 5 với cả cái số 1 ấy, thì từ 5 nó bị giảm số 1, còn nếu như mà thông thường thì nếu mà tiếp tục nó tăng thì nó sẽ là một nhỏ hơn hai, nhỏ hơn ba, nhỏ hơn bốn, nhỏ hơn năm, đúng không? Thì đấy là cái cách mà dễ nhất là mình có thể thấy, nhưng mà mình đang nghĩ là nó có thể là dùng binary search, bởi vì tiếp tục bằng cái binary search nữa, bởi vì là mình có thể vẫn tận dụng được cái sort của nó. Với cái điều kiện ở đây thì như mình nói thì mình cũng sẽ đi tìm cái điểm mà nó cái số trước ấy nó bị lớn hơn cái số phía sau, bởi vì cái điều kiện đúng của mình thì sẽ phải là cái số trước nó phải nhỏ hơn cái số sau. Thì mình sẽ đi sớm với cái điều kiện. Thế thì trong quá trình search như thế thì cái điều kiện để mình thu hẹp khoảng cách tìm kiếm là gì? Điều kiện để thu hẹp khoảng cách tìm kiếm đấy là như mình nói thì là mình sẽ có cái điểm mà mình sẽ cố gắng sẽ so sánh hai cái giá trị ở cạnh ở kế nhau. Thì như binary search thì tức là mình chặt đôi ra, đúng không? Thì mình sẽ có khoảng là khoảng trái và khoảng phải, trong sau đó thì mình chặt đôi ra lấy cái middle ở giữa, thì cái middle đấy thì mình có thể compare với cả cái middle ở bên cạnh nó, ví dụ như là middle trừ một chẳng hạn. Thì nếu mà middle trừ một nhỏ hơn cái index middle ấy, thì mình đang hy vọng là nó sẽ nằm ở phía bên phải như thế này, cũng như là 2 đến 3 này, cây như này 2 đến 3 thì cái middle đơn ở dưới, như là mình đang 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 bị sờn, mình đang thu hẹp khoảng cách là như thế này, thì mình nghĩ là mình chạy thử đi, mình chạy 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 thử trên cái test này luôn đi, thì mình sẽ có ghép và không này, cái prime này có thể là bốn bốn, thì mình sẽ chặn đôi nó ra thì mình sẽ được index nó là 2, nó là vị trí này. Thì mình compare thì mình thấy là cái 2 với cả cái m trừ 1 5 sẽ lớn hơn, thì lúc đấy thì mình sẽ nên thu hẹp theo hướng. À, mình đang muốn sửa cái 5, vì thế nên là mình sẽ move cái right từ cái vị trí 3 này về cái vị trí 1 này, về m, tức là thu hẹp từ r về m. Thì lúc đấy thì cái khoảng của mình nó sẽ chỉ còn lại là thế này, sẽ còn như này. Thì sau đó thì mình lại sửa tiếp thì mình thấy là nó là 4 với sẽ sửa tiếp là 0 1 2 này, chia đôi ra thì sẽ là 1 đây, thì nó sẽ là
4 với 5. Thì 4 với 5 mình sẽ thực hiện cái condition trên 4 với 5, thì mình thấy là nó đang là 4 nhỏ hơn 5, thì mình sẽ úp cái con trỏ bên back qua, thì lúc đấy thì mình sẽ thu hẹp xuống khoảng như này. Ừ, 5 với 1, 0 với 1 chặt đôi thì còn 0. Cái điều kiện có vẻ chưa đúng. Ừ, giả sử như mình cho bạn một cái ví dụ đi. Ừ. 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Với trường hợp này thì mình nghĩ là mình có thể là mình như bữa nãy mình đang lấy và cái mờ vào con đen mờ vào mờ trừ một có thể đổi sang dùng một cộng một đổi chặt với chồng tiên thì sẽ sau đó thì mình sẽ có số 4 vì số 4 thì mình sẽ dùng mờ và mờ một thì mình sẽ có là 4 Việt Nam, mình sẽ thấy là họ thỏa mãn cái điều kiện là để kéo cái con trỏ thép lên đồ. Cái này nó sẽ sau đấy thì mình lại chia thì sẽ ra năm có cái năm với cậu và đi đồ và số năm này có cái năm với một sẽ thấy là điều kiện của họ đang là năm này nhỏ nó lớn lên để một kiện kéo cái ride về cái đầu thì nó sẽ thành công. Để sẽ đến chỗ này để kéo được thằng cái set cuối cùng được chỉ có số 5 như thế này số 5 xuống có vẻ như không hợp lý lắm. Giả sử như cái phần bên phải mình có thêm một số nữa. 2, 3, 4, 5, 0, 1. Nghĩa hai là cái việc ba bạn so bốn năm sánh bên trái hay so sánh bên phải thì nó cũng như nhau đúng Ừ, có vẻ là như thế. Mình đang không? thấy vấn đề nó đang là như thế. Đúng không? Nghĩa là so sánh bên phải thì nó qua được cái test này, nhưng so sánh bên trái nó mới qua được cái test kia, cho nên Vâng. là nó Tại vì là mình đang cố gắng tìm kiếm cái điều kiện mà để tìm cái pivot này ấy. Thì cái mà đúng mình rồi. nhìn thấy ở đây là cái pivot nó đang có một cái điểm, đấy là cái thằng pivot là cái thằng mà nó khác khác nó không còn tăng nữa Ừ. của đây. Thực ra thì tìm kiếm như thế khá là phức Ừ. tạp, và nó cũng không quá khả thi trong trường hợp này nữa, vì giả sử như mình cắt ở đầu hoặc là ở cuối dãy và cái dãy nó vẫn luôn tăng dần, nghĩa là cái dãy nó là một Ừ. cái dãy tăng dần hẳn ấy, thì nó không Ừ. thỏa mãn cái điều kiện đấy đúng không? Ừ. Nhưng mà với cái trường hợp mà như kiểu thì mình nói là cái SK như kiểu bạn nói đi thì mình hoàn toàn có thể là check trước là cái array này sort được được sort hay không bằng cách là có thể compare giữa cái vị trí đầu với vị trí cuối ấy. Thì rõ ràng là nếu 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 như mà cái array mà nó được sort rồi thì tức là cái đầu thì nó sẽ phải luôn luôn nhỏ hơn vị cuối đúng không, còn trong những
Mình nghĩ có là thể bạn vừa đưa ra một cái nhận xét khá là chuẩn đấy, nghĩa là cái đầu sẽ luôn luôn nhỏ hơn cái cuối. cái đầu luôn luôn nhỏ hơn cái cuối. Ừ, đúng không? Mặc dù cái đầu là cái lớn nhất của cái phần thứ hai nhưng nó vẫn luôn nhỏ hơn cái đầu của cái phần cái đầu của cái array đúng không? Ok, thế thì mình có vẻ như là mình sẽ có một cái solution khác ở đây, đấy là thay vì việc và còn cái hai cái thằng cạnh nhau thì mình sẽ có kê với cả hai cái thằng ở biên. Ừ. Thì ok, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn là mình đang muốn đi tìm cái trong này, mình đang muốn tìm số 5 đúng không? Thì mình sẽ thử đi compare nó, như vừa lúc nãy mình phát hiện ra là số 5 nó sẽ phải lớn hơn, hoặc luôn luôn phải lớn hơn cái số ở đầu đó là số 2. Thì thế là mình sẽ đi compare với cả cái L đi, cái led của nó. Ừ. Ok, mình thử chạy cái đấy với cái led này xem. Yếu kia đầu tiên là mình lại search ra được số 4, thì mình compare số 4 này với cả số 2 thì mình thấy là cái dãy này nó vẫn được sort đấy. Thì lúc này mình sẽ kéo cái led lên về cái vị trí middle, thì mình nghĩ là lúc này nó sẽ trông còn như thế này. Sau đó thì mình nó sẽ sơ tiếp là mình thấy bốn này thì mình lại so sánh, sau đó mình sơ thì mình lại ra cái middle là 5, thì 5 thì Ừ. mình so sánh với cả số 4 thì mình thấy là 5 nó lớn hơn 4. Ừ. Thì mình lại kéo nó lên, Ừ. sau đó thì mình lại sửa tiếp ở đây. Cái chỗ này nó tăng ít, nó không như ta cái không ví dụ như mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm thế nào đấy là với 5 với 1 này thì cái mid của nó sẽ là cộng lại, thì 1 với 0 chia đôi thì ta là 0,5, thì mình sẽ cố gắng múc nó là số 1, đẩy nó lên cái index số 1 đi, tạo tròn. Ừ. Thì thực ra là bạn tìm ra số 5 hay số 1 nó đều đều chuẩn rồi đúng không? Có vẻ như thế. Thực ra là tức là mình sẽ phải biết là mình tìm được, mình mong muốn tìm được số 5 hay là mình tìm số 1 đấy. Còn cái được tìm thì hoàn toàn là đến đây thì mình có thể tìm được số 5 hay số 1. Thì giả sử như là bạn muốn tìm số 1 ấy thì khi mà bạn bắt được cái số 4 chẳng hạn thì bạn sẽ múc cái khoảng khoảng tìm kiếm ra trước số 4 là ra sau số 4 đúng không? Tại vì bạn muốn lấy số nhỏ hơn mà. Cho nên là cái khoảng tìm kiếm sẽ còn 5 và 1 thôi. Thì sau đấy khi mà bạn còn lại 5 và 1, bạn lấy số 5 chẳng hạn. Số 5 nó là cái số đầu tiên luôn. Cho nên là mình sẽ move ra đằng sau số 5 và mình chỉ còn duy nhất một số 1. Thì đến lúc đấy là cái khoảng tìm kiếm còn một ô. Thì cái đấy là cái số bé nhất bạn cần tìm. Ok. Ừ, đúng không? Để, trong trường hợp mà bạn muốn tìm số nhỏ nhất thì mình lại làm ngược lại là move cái khoảng tìm kiếm ra trước số 4. Xong. Hơi 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 nhầm một chút, hơi nhầm một chút. Ừ. Nghĩa là như này, tại vì trong trường hợp này thì cái phần đằng sau nó chỉ có một số thôi, cho nên là nó hơi confusing một chút. Giả sử bạn áp thêm một số 0 hoặc một số 1 nữa, bạn sẽ nhìn rõ hơn. Áp thêm số 0 vào trước số 1 nữa thì bạn sẽ thấy là khi mà bạn bắt được cái mid đấy, bạn xác định được nó ở phần trước hay phần sau, thì đến đoạn đấy bạn sẽ kiểm tra là mình có đi qua mid hay không, hoặc là mình dừng lại ở mid. Giả sử như là khi mà còn số 5 và số 1, số 5 sẽ là mid của bạn đúng không? Và số 5 nó cũng là cái số bắt đầu luôn. Thì mình kiểm tra xem là cái số tiếp theo của nó có phải là số nhỏ hơn không? Nghĩa là nó có phải cái số mình cần tìm hay không? Nếu mà không phải thì mình sẽ dừng ở đấy. Còn nếu mà không phải thì mình sẽ đi qua nó luôn. Còn nếu mà có phải thì mình sẽ dừng ở đấy. Tại vì thường như bạn thấy là khi mà mình làm binary search thì lúc nào mình cũng sẽ có left bằng mid cộng 1 hoặc là right bằng mid trừ 1 đúng không? Cho nên nếu mà bạn gắn left với right bằng mid ấy, thì cái khoảng tìm kiếm của bạn sẽ rất khó để thu thu nhỏ lại, và nó sẽ dẫn đến cái trường hợp như thế này. Cho nên là tại mỗi Nếu step mình sẽ đều phải cân nhắc đúng là có. nhưng mà tại vì thực ra thì cái việc mà còn chôn cái việc mu nó vào cộng một hay là trừ một hoặc là chính là m ấy,
thì nghĩ là nó lại còn vào cái điều kiện là bạn đang check cái LR ấy. Ví dụ như là có thể check là led nhỏ hơn bằng right, hoặc là led cộng một nhỏ hơn bằng right. Cái đấy là Thì đúng rồi, cái đấy là do tùy thói quen làm của từng người thôi. Cái này là gọi là gì nhỉ, kỹ năng coding. Thì ví dụ như mình ấy là mình sẽ hay left nhỏ hơn bằng right, và mình sẽ là cộng 1 trừ 1, nghĩa là left sẽ bằng mid cộng cộng 1, hoặc là right sẽ bằng mid trừ 1, và luôn sẽ phải có cái điều kiện đấy, nếu không thì sẽ thành một cái vòng lặp vô hạn trong một số trường hợp. cái thì cái đấy từ mình thì lại hay có cái thói quen nó sẽ Nhiều một là chút rồi. được một chút, tức là bình thường ấy mình tức là cái khoảng LR thì bình thường là bạn hay 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 đặt nó sẽ là cái khoảng là khoảng 3 lít đúng không? Thì ví dụ như là mình đi search ấy, thì mình có thể mình mua cái thằng L xuống một void, xong rồi sau đó thì mình sẽ check cái điều kiện là L cộng 1 là con R, thì mình hay 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 check như thế. Mình nghĩ À, là như vậy chắc cũng nó được, cũng như thế thì sẽ thêm một dòng code. nhưng mà tại vì mình quen quen quên kiểu như thế rồi, nhưng mà anyway thì cái thuật mà vừa lúc nãy như mình có trao đổi với cả bạn ổn đúng không, thì mình sẽ đi còn Mình thấy cũng hợp lý rồi đấy. Thì bạn có thể thử coding cho cái thuật toán này đi. À, trước hết thì cho mình hỏi là cái độ phức tạp thuật toán và bộ nhớ sử dụng nó bao nhiêu nhỉ? cái đầu tiên là cái binary search ấy, thì là mình sẽ đi search bằng cách là mình cứ chặt đôi cái mảng của mình ra, thì thế nên là nó sẽ có cái complexity, nó sẽ là log n ấy, với n nó sẽ là cái size của mảng ấy, thì cái đấy là cái đầu tiên, cái complexity đầu tiên của cái việc đi search cái pivot. Thì sau đấy thì mình sẽ lại đi search ở trên một cái hai cái phần của do cái pivot nó chia đôi ra ấy. Nhưng mà như cái worst case mà bạn nói á, là cái mảng hoàn toàn có thể được sort rồi, thế nên là nó vẫn có thể thấy cái worst case là cả mình sẽ phải search trên cả cái mảng, vì thế nên là nó cũng sẽ là một cái log n nữa. Thì total thì nó sẽ là hai log n đúng không, cuối cùng nó vẫn là log, là complexity nó sẽ là log n. Đúng Thì còn còn cái space thì rõ ràng ở đây thì mình chỉ cần duy trì hai con trỏ left right, sau đấy thì mình tức là cố set trực tiếp ở trên cái mảng đấy, mua cái rồi. pointer ở trên cái mảng đấy, thế nên là mình coi như là constant, mình không có thêm cái mảng copy hay cái gì khác cả. Bộ nhớ gì nhỉ? Space complexity constant thì mình có thể gọi là O1. Ok, thì bạn có thể Cái code. rút luôn cái này ra nhé, sẽ là space thì sẽ là thì mình sẽ ở đây thì như mình nói thì mình sẽ cái hàm của bạn ấy trả về index ấy, thì cái số n nó vẫn là integer, nên là mình sẽ trả index nó là một số integer, thì mình sẽ đặt tên nó là file Phải cái thấy. input của mình ấy, thì nó sẽ làm cái mảng dạng xem cộng vector làm cái mảng à với cái số cây cây thì vừa lúc đấy là nó sẽ là từ 0 cho đến 10 mũ 18 nữa đúng không, thì Lâu những này lâu. thì nó sẽ là long long. Mình sẽ viết viết trước về cái template cho cái hàm đấy, thì cái này là cái hàm chính để mình tìm cái k,
Nhưng mà mình sẽ chia nhỏ ra là mình sẽ cần làm hai công việc. Cái công việc thứ nhất là mình sẽ phải tìm cái pivot. Thì mình sẽ tìm cái pivot ở đây. Thì cái pivot ấy thì ở đây thì mình chỉ cần cái mạng thôi. Mình sẽ dùng cái mạng. Mình sẽ thử implement trước cái hàm tìm cái pivot này trước. Xong rồi sau đó thì mình sẽ lắp cái này lên trên cái hàm chính để tìm ra cái pivot. Còn cái hàm thứ hai thì là cái hàm nó trả ra cái kết quả thì nó cũng là một cái binary search. Tiếp nữa thì mình sẽ gọi nó là binary search luôn ấy. Rồi thì mình sẽ cần cái năm ấy. Nhưng mà lúc này thì mình đang có mình sẽ giới hạn nó bằng cách là cho một cái khoảng range cho nó là từ rồi để tìm ra cái k với cả cái thằng cái nữa là long long k số mà mình cần. Thì ở đây thì cái hàm chính ở trên này thì mình sẽ phải tìm cái pivot. Mình sẽ làm được file pivot này chuyển đến năm sau đó thì mình sẽ đi tìm ở dưới này thì mình sẽ thực hiện. Sau khi tìm được pivot thì mình sẽ search cái index từ sẽ từ search binary search từ không cho đến trừ một. Xong rồi mình sẽ kết quả chẳng hạn cái khác trừ một không rồi. Cái này là mình đang viết trước xem là nó cái template trước khác trừ một thì mình sẽ return. Còn nếu không thì mình sẽ phải search trên đường. Thì cái phần này thì mình sẽ search ở trên là file robot cho đến size của mạng. Cơ bản sẽ trông như thế này. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ đi làm là search cái pivot. Mình sẽ dùng kỹ thuật là với lỗi mà mình có discuss với bạn ấy. Thì sẽ mình dùng binary search thì mình sẽ lấy theo cái pen mình sẽ lấy phép là cái index thì nó sẽ chạy từ không cho đến size của mạng trừ một đúng không? Thì như vừa nãy thì mình nói là mình có thói quen là mu nó ngược lại một xíu thì mình sẽ lấy cái l là bằng trừ một, cái r thì mình sẽ bằng 5 chấm sai này, cái sai của x của mạng trừ một. Nó sẽ cơ bản nó sẽ mu từ cái đoạn từ l cái r nó sẽ là âm một và r trừ một. Thì cái y ở đây thì mình sẽ check là nó sẽ trong sau đó thì sẽ lớn chứ chân hai thích cái điều kiện mà đối với mình phải đưa ra thì mình đang muốn lấy mình sẽ lấy cái bạn muốn tìm số nhỏ nhất. mình lấy số nhỏ nhất thì mình sẽ check với cả cái m nó hơn thằng r. Vì lúc đấy mình cái lúc đầu mình làm mà mình so sánh với l ấy, thì mình đang đi tìm cái thằng số lớn nhất, nhưng mà mình sẽ đổi để đi tìm thằng
và nhất thì sẽ là cà phê đấy là cái phần phía còn lại là phía R. Thì lúc này thì sợi này nhỏ hơn, nữa hơn thì thằng R sẽ không. Dễ hơn thì cũng như là dụ như là chặt bờ nó ở sớt so sánh với này hai thì phải thấy rằng bờ này với thằng bờ đây thì lúc này rồi cái sự gắn bờ còn trong trường hợp lại dễ gắn thì sau khi tìm được cái là đến khi mà cái điều kiện khi mà cái mảng này nó bị thu hẹp đến đến không thỏa mãn được cái điều kiện L cộng một nhỏ hơn R này ấy, thì lúc này mình sẽ lấy ra cái giá trị R ấy là cái giá trị mà mình đang mong muốn. Nhưng mà mình sẽ giá trị mà mình đang muốn. Đúng. Ok, mình sẽ return cái R. Thì lúc này ở đây thì mình đã tìm xong cái pivot này rồi. Sau đấy thì mình sẽ dựa vào cái việc pivot đấy thì mình đang có sẽ tách được ra hai cái mảng sẽ còn lại là trong người này. Thì lúc này mình sẽ phải search trên hai cái mảng này thì thực ra thì trong xây cộng thì nó cũng đã có hàm để search rồi ấy. Một số hàm lưu in đấy nhưng mà mình nghĩ là không khó khăn lắm để chắc tốt nó ra nên mình sẽ code nó ra Upper bound, lower bound. Bạn có nhé. thể sử dụng nếu muốn. Ok, thế mình sẽ dùng luôn hàm join nhé. Kia mình sẽ tìm cái dùng cái lower bound thì mình sẽ search từ cái 5.begin, tức là cái từ đầu của nó ấy. Ở đến cái vị trí mà là cái pivot trừ một đúng không thì nó sẽ là 5.begin cộng với cả pivot trừ một. Mình sẽ search với cái số k ở đây. Thực ra thì mình đang hơi băn khoăn ở cái chỗ dùng cái lâu của tao. Tại vì cái năm này nó đang là số integer cao, số long thì không biết là nó có đúng integer không nhé. Nên quay thì để cho chắc thì mình nghĩ là mình bằng research thì cho chắc. Thì cái này là cái sẵn thuộc sau đó thì tôi thì liên tiếp cho những trường hợp cái gì tốt index của nó mới mới hơn ca mới sẽ là người lớn ca. Ok, thì nó sẽ là move derive này sẽ là m trừ một và còn đấy không sẽ là
Sau cái đống này mà không tìm được cái mở phản bác điều kiện này thì kết quả sẽ là chủ đề. Quay lại một đứa trên này, đây là cái chỗ mà mình insert cái ca thì mình sẽ search ở trên cái đoạn đầu tiên 3 đến 5 đoạn 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 đầu tiên. Sau đó nếu mà mình tìm ra được kết quả ấy, tức là cái index của mình nó khác trừ một đấy, bởi vì ở dưới này thì mình có return trừ một trong cái trường hợp mà mình không tìm được index. Thì nếu như mình không tìm được cái index đấy, à nếu như mà cái index này nó khác trừ một đấy, tức là mình đã tìm thấy cái k rồi, thì mình sẽ return cái index này. Còn nếu mà không tìm được thì mình search trên cái mảng còn lại thôi, thì cái mảng còn lại thì cũng return trừ một trong cái trường hợp mà không tìm thấy rồi, còn nếu tìm thấy thì nó trừ có return cái index đấy, nên là mình sẽ return luôn cái kết quả của cái hạt. Thì đây là cái phần cho cái Thế mình nghĩ là cái solution này cũng hợp lý. Có một cái mistake nhỏ ở chỗ tìm middle trong hai cái binary search là mình phải cộng trước sau đó mình mới chia. trước rồi chia. Là bỏ hai cái đó vào trong ngoặc, l cộng r trừ một trong ngoặc. Nếu bạn bút cái ngoặc, cái mở ngoặc lên trước chữ l. À, ý của bạn là như này ấy à? À Này ấy. đúng không, l cộng r chia hai đúng rồi. À ừ Ừ. đúng đúng, l cộng r chia hai. Ừ, mình nghĩ là như này khá là ok với cả nó hợp lý nhất. Tại vì là cái L với cả cái R này của mình đang xua nó là một cái integer, thế nên là trừ đi nhau ấy thì nó sẽ ra một cái integer. Mình chia ra xong hai integer cộng lại với nhau thì ok, nhưng mà ý là có một số bạn sẽ dùng cái cách là L cộng với cả R ấy, xong rồi chia hai thì nó hơi có cái rủi ro ở đây một xíu là L cộng R thì nó có thể bị over integer ấy. Thế nên là nó có thể bị sai sai cái range. Thì thay vì đấy thì mình sẽ dùng cái như thế này thì mình cộng cho nó xua là nó luôn nằm trong khoảng như thế. Giả sử như L bằng 5, R bằng 10 thì nó sẽ là 5 cộng với 9 chia cho 2. 9 chia 2 là 4, là 5 cộng với 4 là bằng 9 hả? Đây là ủa mình đang là trừ mà, ý là ví dụ như trong trường hợp là L bằng 5, R bằng 9 đúng không? À, mình nhìn nhầm, sorry bạn, mình nhìn nhầm chữ L thành số 1. Ok, cái này là L trừ R Ok. nhé. Nhìn rất là giống số 1. Ok, sorry bạn. Thế thì cái này đúng rồi đấy. Với cái bài này thì giả sử như các cái số trong array nó không phải là số khác nhau thì sao? Ví dụ như có các số bị lặp lại thì cái thuật toán của bạn có còn hiệu quả không? Cái số mà còn lặp lại à, bị lặp lại Ừ. Ví dụ như là 1 2 2 2, sau đó là 1 1 1 đó, rồi mình tìm số 2 hoặc là mình tìm số 3. mình nghĩ là sẽ cần phải chắc có phải sẽ phải modify lại một xíu, bởi vì là mình đang nghĩ đến một cái cây nó kiểu như này, nó sẽ là kiểu ba ba này. Năm này, xong rồi nó một này, xong rồi hai này, xong rồi dưới này nó lại có cái ba nữa. Thì cái có vẻ như là cái thuật mà tìm cái pivot này của mình sẽ không còn tính nữa. Thì nó phải là so sánh là nhỏ hơn là bằng đúng không? Ừ. Có thể là phải như thế. Ừ. Mình nghĩ là chắc phải sẽ phải tìm nhỏ hơn bằng, ngoài việc nhỏ hơn bằng ra đấy thì có thể là mình sẽ phải làm một cái chút cái modify lại cái array đi, chẳng hạn như ở đây mình chỉ có hai cái ba ở đầu nó đi.
thì search thì trong cái này cũng chẳng trong phần cái việc mà so sánh bằng thì nó xử lý được cái cây mà cái một 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 này nó giống nhau thì nó sẽ vì nó bằng thì nó vẫn chọn hóa nên nó sẽ cứ ngu đến cái thằng một Ừ. này. Ừ. Nhưng mà nếu mà Một giả giả sử như mà cái array mà nó toàn số 3 thì bạn modify kiểu gì? Là bạn sẽ chạy nguyên array sau đó là xóa từng số một hả? thực ra nếu mà ừ, có vẻ như là nếu như mà mình làm như thế thì nó sẽ rơi vào một cái case là toàn bộ mình sẽ để mình thử nghĩ xem có cách nào xem nó tốt hơn không, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là cái việc mà mình bỏ nó đi như thế thì nó cũng không phải là cái tồi ấy, tại vì mình vẫn đang làm nó ở trên cái ON thì nghĩ là chắc nó không quá tệ, nhưng mà không biết là có thể nhanh hơn để còn tay không. Số đầu và số cuối đều bằng nhau. Ừ, xong rồi. Thực ra thì nếu mà bài này giữ nguyên cái thuật toán kia thì mình có thể chạy đa phần trong các trường hợp là OLOC được. Với cái việc mà bạn remove các cái số ở cuối đi thì nó sẽ tránh cái việc confusing đúng không? Remove các cái số giống nhau ở hai đầu đi ấy. Thì ok. Và cái thuật toán thì mình có thể chạy như bình thường với độ phức tạp là lý tưởng là log n. Và trong trường hợp xấu thì nó sẽ là ON. Nếu mà nguyên dãy nó giống nhau thì cái này cũng coi như là chấp nhận được. Ừ thì mình cũng nói là cái owner thì nó cũng không phải là quá tệ nếu như là cứ tiếp tục làm như thế. Vậy anyway thì mình cũng chưa, mình nghĩ là nó vẫn là ổn. Với mình cũng chưa nghĩ ra cái cách nào có vẻ khá hơn. Ok, thực ra mình không có cách tốt hơn đâu. À. Anyways, một chút follow up thôi. Mình nghĩ là hôm nay thì chúng ta cũng hết thời gian rồi ấy. Nên là buổi interview hôm nay sẽ dừng ở đây. Thì một vài cái feedback nhỏ dành cho bạn. Thì trước hết là về cái phần introduction ở đầu thì về cơ bản là mượt, không có vấn đề gì. Tuy nhiên là khi mà interviewer hỏi về cái công việc hiện tại của mình ấy, thì thường họ sẽ expect là bạn đang làm gì cho công ty, cái đó bạn làm được này. Cái thứ hai là impact của bạn ở trong cái team và trong cái product công ty là gì. Thì có ví dụ có thể mình có thể nói là kiểu hiện tại mình đang lead một team nhỏ bao nhiêu người, đang làm một cái feature nó có impact như nào, các thứ. Thì đó là một cách để mình show off. Cái thứ hai họ muốn là tại vì mình đang đi interview cho nên là họ muốn tìm hiểu cái lý do tại sao mình muốn chuyển sang một cái công ty mới, chứ không phải là ra ngoài phỏng vấn lấy return offer về để tăng lương đúng không? Thì Ok. có một cái cách tốt nhất là bạn sẽ đưa khi mà nói về bản thân thì bạn có thể đưa thêm cho họ thông tin là hiện tại là mình đang làm cái gì, mình muốn tương lai định hướng làm cái gì, rồi ở cái công ty sắp phỏng vấn thì có cái gì hay ho, để có cái gì phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp của mình đấy. Thì cái đó nó sẽ ghi điểm trong mắt interviewer về cái việc là bạn có một cái định hướng rõ ràng và bạn target công ty với một cái sự tìm hiểu chuẩn bị từ trước. Trong buổi hôm nay thì mình không có hỏi tại vì nó cũng không có công ty nào đây hết. Tuy nhiên là một đôi lúc mình đi phỏng vấn thì mình có gặp những cái câu ví dụ như là có khi nào mà mày suy nghĩ về cái định hướng tương lai gần hoặc tương lai xa 5 năm 10 năm của bản thân là gì không? Thì đấy là những cái lúc mà người ta muốn tìm hiểu xem là mình có thực sự nghiêm túc không và mình có phù hợp với công ty trong cái định hướng tương lai hay không. Đó, thì đấy là một số cái suggestion thôi. Còn về về coding thì bạn follow khá là chuẩn các cái step như là mình sẽ viết lại đề bài này, mình verify lại từng phần với interviewer này, và quan trọng nhất là mình sẽ phải có cái example. Có một câu hỏi nữa mà vừa nãy mình quên không hỏi là khi mà mình viết example thì interviewer thường sẽ hỏi là trong cái bài này thì mày viết test kiểu gì? Thì khi mà bạn đưa ra các cái test case như thế thì bạn có thể đưa ra thêm 2 đến 3 test case trong một số trường hợp đặc biệt nữa.
ví dụ như là n bằng 0 hoặc là như trong cái follow up question của mình thì cái trường hợp đặc biệt là nguyên dãy bằng nhau đúng không? Thì trong follow up question thì bạn có đưa ra được cái trường hợp đặc biệt thì đấy cũng là một điểm cộng. Thì đấy là cái tư duy mà mình test khi mà mình coding. Cái về cái phần coding thì mình thấy không có vấn đề gì. Nói chung là solution chuẩn và có một cái là như này, nghĩa là khi mà mọi người đi phỏng vấn về algorithm, mọi người sẽ sợ là mình sẽ không đưa ra được cái solution tốt nhất, rồi mình sẽ không trả lời được đúng cái expectation của interviewer. Tuy nhiên là đôi khi những người trả lời được cái solution tốt nhất không pass và những người không trả lời được mới pass. Tại vì khi mà bạn không trả lời được, interviewer đưa ra một số cái hint và bạn bắt được cái hint đấy thì chứng tỏ là bạn có một cái tư duy logic ở, nghĩa là cái tư duy logic của mình nó tốt để mình có thể dựa trên cái hint đấy mình đưa ra cái solution. Và như thế cũng chứng minh là mình không phải là người đã làm bài này rồi mà mình biết solution, cho nên mình làm tăng 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 luôn đúng không? Có nhiều trường hợp như thế đấy. Mình có gặp một trường hợp là cái bạn ấy gặp một bài hát lead code, sau đấy bạn ấy giải được trong một nốt nhạc, nhưng mà sau đấy hỏi một câu fundamental bạn ấy không trả lời được, và sau đấy interviewer có nói với mình là cảm giác như bạn này cheating, tại vì câu dễ thì không trả lời được mà câu khó trả lời được rất tốt. Thì cái đấy rất là oan, nhưng mà đôi khi đánh giá là đánh giá chủ quan của interviewer ấy, thì mình cố gắng mình tránh các cái red flag đấy. Và cái cách mà cái việc mà một số bạn thì đưa ra một cái solution tệ hơn trước khi đưa ra cái solution tốt nhất thì cũng là một cách. Thì ví dụ trong trường hợp này thì bạn có thể nói về Việt Châu trước, nhưng mà sau khi nói xong Việt Châu thì bạn nói là nhưng tao có một cái cách tốt hơn. Đó, đó cũng là một cách. Thì bài này là bài mình gặp khi phỏng vấn Microsoft. Mình thấy thực ra thì câu Mừng. này kiểu câu này thì nó khá, mình cũng thấy nó khá là kiểu, nói chung là nó cũng cũng kiểu vừa phải ấy, tức là nó không kiểu bị đánh đố quá nhưng mà nó cũng khá là hay ấy. Với cả hai nữa là kiểu cũng như bạn nói, đúng là cái bài này ấy, mình có từng làm qua nhưng mà nó rất lâu rồi ấy. Thế nên là cái đoạn đầu, nếu như giả sử mà mình có làm gần đây ấy, thì chắc chắn là cái đoạn mà ví dụ như là tìm về cái pivot các thứ này thì mình sẽ pass rất là nhanh ấy. Nhưng mà Đúng rồi, đúng ở rồi. đấy mình quên mất ấy, thế nên là mình phải đi dò lại, xong rồi ý là như kiểu như mình làm cái bài này như mới luôn ấy. Thế nên là khi mà mình nói mình đưa ra cái hint là bạn nhớ ra ngay đúng không? Thực ra là mình cũng đang đang bắt đầu nghĩ đến cái hướng đấy, thì bạn confirm luôn là cái đấy nó đúng ấy, thế nên là mình follow luôn, mình làm luôn, thế mình thấy cũng Thực ra thế thì đấy đấy cũng là cái cách mà interviewer hay đưa ra các cái hint, kiểu thấy interviewee đã đi đến một cái hướng đúng rồi thì họ cũng không muốn mất thời gian đi vòng quanh nữa ấy. Thì họ sẽ nói là ok mình đi theo cái hướng đó đi. Thì nếu mà mình dựa theo cái hướng đó mình tìm ra được cái solution thì đôi khi cũng là một điểm cộng, vì cho thấy là giữa hai người có khả năng communicate tốt, sau này làm việc ok. Đó. Ok, bạn có cái câu hỏi gì khác cho mình không? Câu hỏi chắc là mình cũng không có câu hỏi nhiều, nhưng mà mình thấy là kiểu nói chung là chia sẻ cái cảm nhận đi, thấy là kiểu sau khi mà, thế là trong một cái buổi mình coding interview ấy, mà sau khi mình nghe bạn chia sẻ thì mình thấy là ngoài cái việc coding ra ấy, thì có khá là nhiều thứ mà ẩn sâu trong cái bài coding để mà người ta muốn đánh giá ấy. Là cái mình thấy cái feedback của bạn khá là quick đấy. Cảm ơn Ok bạn đúng nhé. không? Thực ra thì nghĩa là như cái feedback này là những cái feedback dựa trên cái kinh nghiệm phỏng vấn ở công ty mình thôi. Còn một số công ty khác mình có phỏng vấn thử qua ấy, họ sẽ có những cái feedback khác nữa. Ví dụ như là họ sẽ khó tính hơn trong cái việc mà thêm một cái phép tính cộng hoặc là thêm một phép tính trừ, thì họ cũng sẽ bắt bạn optimize chỗ đấy. Hoặc là cái chỗ nào mà dùng toán tử ba ngôi được thì họ cũng sẽ yêu cầu bạn dùng toán tử ba ngôi để kiểu viết code cho gọn ấy. Thì một số chỗ ví dụ như là công ty trading tên Vdoo có hỏi như vậy. Mình cũng trước mình có từng phỏng vấn ở đấy rồi, biết cái kiểu. Thì câu hỏi sẽ khá là đơn giản, tuy nhiên là họ sẽ yêu cầu optimize ở mức độ cao đấy, thì chắc là tùy công ty. Còn với kinh nghiệm phỏng vấn của Microsoft, Google với Facebook của mình thì họ sẽ chỉ yêu cầu mức độ này, thậm chí là một số nơi chỉ yêu cầu pseudocode là đủ.
Ok. Cảm ơn bạn nha. Vậy thì mình ho buổi mốc hôm nay kết thúc ở đây nha. Cảm ơn Tiến Anh. Ok, bye bye.